Xin chào mọi người và nhất là các người chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Đây là video clip em làm về cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 cũng như cái vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi của các chị. Có thể nói là qua nghiên cứu thì có thể nói đây là một trong những cái tuổi khá là may mắn, có nhiều thuận lợi ở trong cái năm 2019 đối với người nữ tuổi Ất Mão. Có thể nói là trong top 5 của những cái tuổi được lợi nhất về mặt tử vi cũng như phong thủy trong năm 2019 đối với là nữ mạng. Thật sự mà nói đó là một cái tín hiệu rất là tích cực, rất là vui vẻ cho các chị vốn là những cái người mà quản giao có vẻ bề ngoài thu hút người khác, nhưng ngược lại thì cũng có khá cái nhiều thăng trầm trong đời sống, bởi vì là người mệnh thủy mà đại khê thủy cho nên hay ào ào, hay đưa đến những cái việc nó không tốt đẹp cho lắm ở trong cái sự nghiệp. Có rồi mất, mất rồi lại có, đặc biệt là cái phần về mặt sức khỏe của cái người mà tuổi Ất Mão nữ mạng ấy. Nói chung là Ất Mão nam hay nữ mạng gì đi nữa thì cái phần bổn mạng, cái phần sức khỏe nó cũng không được tốt đẹp cho lắm. Thuộc dạng là một trong những cái tuổi là có cái trường bệnh, thì vì bệnh phù nó thường nằm ở trong cái người tuổi Ất Mão, nhất là nữ mạng, cho nên là nếu như người mà tuổi Ất Mão nó có khiếm khuyết sơ sơ một tí xíu ở trong cơ thể, ví dụ như là luôn luôn có một cái bệnh nhẹ trong người thì họ sẽ trường thọ, chứ không phải là, nói chung là người Ất Mão phải sống chung với bệnh, chứ còn nếu như mà hết bệnh là hết đời. Vui là vậy thôi ha. Thì bây giờ là mình sẽ xem xét xem cái tuổi Ất Mão nó sẽ là như thế nào. Thì thường là mình sẽ em hay tổng hợp lại cái thiên tính của tuổi Ất Mão một tí, sau đó rồi em mới đi vào cái chi tiết của cái vận hạn cũng như là cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tất cả các tuổi. Thì như đã nói là các chị gái tuổi Ất Mão là tuổi Mão nè, là gốc mộc, Mão gốc mộc, Ất gốc mộc, nhưng mạng là thủy, gọi là tuổi mạng tương sinh. Cuộc sống thì đáng ra là một cái người là tương đối, không phải là xấu xấu. Lộc tài thì dễ làm nhưng khó nắm giữ. Tức là mình vốn dĩ là người nữ Ất Mão cũng là một cái người có số may mắn đó, trong làm ăn hoa này kia, nhưng mà khó nắm giữ tiền tài. Số thường gặp bệnh phù chiếu mạng nên thường bị ốm đau, sức khỏe không được tốt, ảnh hưởng đến quan vận và công danh. Nhiều khi sức khỏe của mình sẽ làm cái trở ngại, cái ngăn cách để mà trở thành cái bước đường công danh của mình phát triển lâu dài. Có thể ví dụ giống như là đang làm cái vị trí đó phanh phanh gì đó, cái gặp bệnh gặp nạn cho nên là không có được thăng chức như là mong muốn. Các chị thường là có quý tướng xinh đẹp, người Ất Mão đặc biệt nha, rất là sáng láng, rất là gọi là xinh đẹp, gọi là quý tướng đó. Từ cả ở trong cái lời nói nè cho đến cung cách đi đứng, phải nói là được nhiều người quý mến, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng thường là người rất là quản giao, gọi là dẻo miệng, khéo miệng, khéo đối đãi đối nhân xử thế, cho nên là tính tình thì hoạt bát, và cho nên là rất là dễ thu hút người khác, nhất là đặc biệt là phái nam ha. Bên ngoài là yểu điệu thục nữ, nhưng thực chất bên trong các chị lại là người mạnh mẽ, cố chấp và nóng tính, hay ào ào, như vốn như cái mệnh của mình đại khê thủy, nhưng mà là người không có để bụng, tức ào ào rồi thôi, không có để bụng. Nhưng mà nói mà các chị là thuộc dạng mà khẩu xa tâm Phật luôn thì không đúng. Các chị vốn dĩ là người quản giao, cho nên là các chị biết cách dừng lại, phải nóng ào ào nhưng mà cũng biết chừa được về, cho nên là cũng còn đỡ tí xíu ha. Nói mà nếu mà dạng như là cái người mà ào ào mà khẩu xa tâm Phật thì các chị luôn là không phải ha, cho nên là cũng đỡ một tí xíu. Tuy nhiên đây là cái nhược điểm mà có thể lớn nhất của con người, thiên tính của người Ất Mão, nó ảnh hưởng đến sự nghiệp, tình duyên
cũng vì thế mà dễ bị chao đảo. Tự nhiên là yêu thương thì dữ dội lắm, mà tới hồi mà cần đạp đổ thì cũng bất chấp. Đó là người Ất Mão, nó là như vậy. Nếu mà sanh thuận ban ngày vào cái hai mùa mà xuân và hạ đó, thì cuộc sống gặp nhiều may mắn, công danh gia đạo thì hưng thịnh ở thời điểm này. Nhưng mà nghịch sanh lỗi số, gia đình sự nghiệp đổi thay thăng trầm rất là nhiều lần, bất định. Tuy nhiên là như đã nói các chị là số tử vi không phải là số mà khổ khổ như là Tân Dậu hay là người Kỷ Hợi, người Kỷ Dậu, một số tuổi khác tuổi này là chung là tử vi tốt. Tử vi của người tuổi Ất Mão là tốt chứ không phải xấu. Họ nắm giữ tiền bạc được, họ khó nghèo, không có phải lo toan về vật chất. Có thể nói là người Ất Mão nữ mạng là người không có lo cơm áo gạo tiền, nhưng mà đa phần khổ vì tình duyên và những cái mối quan hệ, do là vốn dĩ người quản giao cho nên là dễ rắc rối nhất ở trong vấn đề tình cảm ha. Đó là cái thiên tính chung của cái người Ất Mão nữ mạng. Nhắc lại thôi ha, chứ em có làm cái này ở trong cái tử vi trọn đời của người Ất Mão, em có nói sơ rồi. Thì đối với cái tử vi năm 2019 đối với người Ất Mão là các chị là mạng đại khê thủy, là tức là khe nước lớn đó. Gặp cái năm bình địa mộc là sinh xuất, chủ về sinh xuất bổn mạng này. Thì khi mà sinh xuất bổn mạng thì các cái tinh quân, các cái phúc tinh ở trong cái bổn mạng cửa tử vi của mình của năm đó, nó sẽ bị hao mòn, và nó là cơ hội cho những cái phá và bại tinh nó hoành hành, cho nên là sức khỏe nó suy yếu. Cộng với các phúc tinh mà không tốt thì tiền tài cũng không phải là quá tốt đẹp. Cái đó là về mạng. Gặp các chị là năm 2019 năm Kỷ Hợi là gặp sao thủy diệu nó chiếu mạng. Thì thường cái ngôi sao thủy diệu là nó đem đến cái chuyện buồn, tang thương, mất mát ở trong cuộc sống, có thể là mất người thân, anh chị em, trưởng bối của mình. Thường là cái ngôi sao thủy diệu là như vậy. Tuy nhiên là cái năm này á, cái sao thủy diệu đối với các chị á, là nó thuộc hành thủy, các chị lại là mệnh thủy nữa, cho nên là gọi là tương hợp về sao, cho nên là cái vốn dĩ cái sao này nó sẽ không quá tác dụng nặng nề, không ảnh hưởng trực tiếp đến cái gia đạo mà những người quá thân của mình. Có thể là nó cũng có, nhưng mà có thể là chỉ là bệnh nạn, không phải là tan môn. Hy vọng là với cái lát em đo sao tính mạng nó không có tan môn đi trong trong hạn thì sẽ không có bị ở trong nhà. Thì cái sự ảnh hưởng bất lợi của cái sao thủy diệu này nó cũng sẽ không có trầm trọng. Sao này rất tốt cho những người mệnh mộc, tuy nhiên sao này kỵ cho tuổi của các chị vào cái tháng 3, tháng thìn á, và cái tháng 8 âm lịch. Hai cái tháng mà bị gọi là tháng thìn là bị lục hại, và tháng 8 là bị lục xung, là đối với tuổi của các chị nó sẽ có những cái điều mà không tốt đẹp, cho nên là cần cẩn thận. Còn hạn của năm á, là hạn tốn tập, thì người ta gọi là gặp hạn tốn tập tức là gặp trở ngại va vấp. Gặp hại tốn tập đó là chủ về hao tốn tiền của, ốm đau bệnh tật. Ngoài ra thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay có thể nói là không nên mưu sự chuyện quá lớn mà tính toán không kỹ ở trong cái năm mà mình gặp hạn toán tập. Chưa gì có hai cái, cái sao thủy diệu với cái hạn toán tập. Cái hạn toán tập tức là nó không có trực ra, nó không có chắc chắn là nó sẽ 100% là nó sẽ xảy đến những cái điều không tốt đẹp. Tuy nhiên là nó giống như là nó sẽ có trở ngại va vấp ở trong công việc. Hy vọng rằng là với cái vận niên hoặc là thiên can nó sẽ kéo lại coi cái năm này như thế nào. Vận niên thì là vận niên là kê giáp viên, tức là cái hình tượng mà con gà được thả trong vườn, được ăn uống. Mình có thể hiểu cái vận niên kê giáp viên là như vậy, báo hiệu một năm thành công no đủ ở trong cái môi trường cũ, được thả ra trong vườn. Mình cứ nghĩ cho con gà được thả ra vườn là được ăn uống đầy đủ, tha hồ tung hoành, gọi là có tài lộc hoặc tương đối
hay còn gặp được quý nhân giúp đỡ, làm ăn tấn tới, kinh doanh buôn bán đắt hàng, xin việc mới hoặc xuất hành đi xa đều có lợi cho những cái người Ất Mão nếu gặp cái vận niên này. Tuy nhiên cái vận niên này nó cũng ra ảnh hưởng đến không tốt đẹp là tình cảm, tại vì khi mà kê giáp viên mà cứ được ăn uống ra đợi, ra ngoài cái môi trường này kia thì dễ gặp bạn xấu và dễ sinh ngoại duyên, cho nên là đừng có để ngoại duyên tác động mà gặp thị phi và khẩu thiệt. Đặc biệt các bạn sẽ năm kê giáp viên này báo hiệu với các chị rằng là sẽ có người khác giới lợi dụng về tiền bạc và tình cảm, cho nên là cần cẩn thận ha. Thiên can thì không mấy tốt đẹp, thiên can thì ất nó khắc kỷ, chủ về mọi việc khó khăn. Khi thiên can tương khắc thì công việc nó sẽ khó khăn. Trong năm 2019 á, thì không nên đầu tư cùng vốn làm ăn. Thiên can tương khắc năm á, công việc dễ sinh rắc rối, hao tốn công sức thì phải bỏ hơn bình thường thì mới có thu lại được. Đó là về mặt thiên can ha. Về mặt địa chi á, thì tuổi thì Mão gặp năm Hợi, người ta gọi là tam hợp của năm Hợi Mão Mùi. Năm nay gặp năm Hợi á, thì người tuổi Mão á, sẽ có nhiều sự thay đổi tích cực ở trong các mối quan hệ xã giao làm ăn, dễ sinh tài lộc. Mà người ta nói là tam hợp hóa giải cả tam tai, như có thể nói như vậy. Đừng có nói là tam hợp hóa tam tai, là đừng có nói là hóa thành tam tai hay tam hợp hóa giải tam tai. Nhưng mà năm Kỷ Hợi 2019 thì các chị không phải là năm tam tai. Hy vọng rằng với cái tam hợp này nó sẽ khắc chế, nó có quý nhân giúp đỡ cho các chị ở trong công việc, để phần công việc không bị chống phá theo những cái thiên can mà kỷ nó khắc quý. Ất nó khắc kỷ. Ất nó khắc kỷ, xin lỗi, kỷ khắc quý, ất khắc kỷ, kỷ khắc quý, mà cứ lộn nha. Cho nên là cẩn thận ha. Rồi, đó là cơ bản cái tử vi của cả năm. Nó cũng có cái khá khá hay và có nhiều cái điều mà có thể nói là không tốt đẹp. Thì xem ở bên trong nó sẽ như thế nào. Rồi, về mặt sự nghiệp đối với cái tử vi của cả năm thể hiện ở trên, thì kết hợp thêm về tứ trụ thì gọi là năm 2019 năm Kỷ Hợi là với thiên thắng, thì công việc làm ăn sự nghiệp sẽ được năm được vận hanh thông tài lộc khá tốt cho công danh sự nghiệp. Về tứ trụ là tốt đẹp quá trời. Và địa đó thì là địa lợi, báo hiệu gia đạo yên vui, con cái vợ chồng hạnh phúc. Chúng ta về mặt tứ trụ là tốt 100%, thiên thắng địa lợi. Thiên thắng là do ảnh hưởng cho công việc, và địa lợi là do cho cái gia đạo. Như vậy tốt đẹp quá rồi, muốn gì nữa ha. Bên cạnh đó, đây là giai đoạn đại vận 10 năm, thời kỳ rực rỡ trong việc xây dựng sự nghiệp. Nên nhớ là mình đang ở trong cái đại vận 10 năm. Năm nay tiểu hạn lại đi vào sinh địa, nên sẽ như mà hổ mọc thêm cánh, giúp cho cái mọi điều thuận lợi. Tuy nhiên thì không phải cái gì nó cũng tốt đẹp hết. Về các cái tinh quân bên trong cái cung xung chiếu thì tuy nhiên là có nam đậu tinh quân, thất sát thì hãm địa tọa thủ, có thể nó coi đây là một cái điều không may, vì đây là một cái hung tinh sẽ gây ra nhiều chống phá trong công việc của mình. Nên nhớ là mình có những cái đại, mình đang ở trong đại hạn 10 năm, tức là mình có 10 năm liên tiếp may mắn, và năm nay là năm may mắn nữa, tức là tiểu hạn của năm là mình đã may mắn nữa, tuy nhiên là bị thất sát tinh quân của năm chiếu, cho nên là không có được ngon lành. Có cái gọi là có cái mối hăm dọa mình, có cái người ngắm nghía mình, có cái người mà thí dụ giống như mình làm ở trong môi trường quan vận thì sẽ có cái người cạnh tranh chống phá để mà mình tiến lên ha. Tuy nhiên đồng cung của cái thứ này thì còn có cái ông Tuần, mà nên hóa giải phần lớn cái sự manh động của thất sát. Như đã nói ở những cái video trước thì Tuần và Trị
đi chung một cung, thì ổng sẽ có nhiệm vụ, ổng cứ ông tuần mà là ổng hóa giải cái tinh quân xấu tốt. Ông tuần thì ổng hóa giải cái tinh quân xấu nhiều, còn riêng ông triệt là ổng cứ 50% tốt xấu, dụ ổng cắt đầu hết, ổng cắt ngọn, ổng xài 50% thôi. Cho nên có ông tuần này ổng hóa giải đi cái sự tác hại của thất sát tinh quân. Như ví như ở ngoài cuộc sống thì vẫn có người trợ giúp mình để hóa giải những cái mối nguy hiểm, những cái chuyện mà không tốt đẹp ảnh hưởng đến cái vận mệnh của mình trong năm Kỷ Hợi 2019 của các chị ha. Rồi bên cạnh đó đó thì có thêm các cái phúc tinh khác như là dại thần nè, thiên phúc, đặc biệt là hóa pha hộ chiếu, thì cái khả năng chính vì những cái tinh quân này. Giải thần thì mọi người có nói là cái ngôi cái phúc tinh giải thần này, là chuyên gia đi hóa giải những cái tinh quân xấu, phá loại tinh ha, đặc biệt là hóa pha, tức là hóa giải hoàn toàn những cái ngôi sao mà ảnh hưởng xấu đến vận mệnh của mình. Cho nên có giải thần và hóa pha thì giống như là chúng ta có cái khiên, các chị có cái khiên để những cái chuyện xấu nó xảy đến, rồi nó cứ trượt qua mình, nó cứ lướt qua mình cách nhẹ nhàng, dù rằng nó chắc chắn là có chứ không phải là không có ha, nhưng mà mình sẽ được người này giúp, hoặc là cái vận mệnh, tự nhiên cái vận chuyển nó chuyển mình đi qua cái khó khăn qua đi một cách nhẹ nhàng. Rất là tốt đẹp khi mà có cả giải thần và hóa pha đi trong cung xung chiếu. Có thể nói là mưu sự, nếu ban đầu gặp trục trặc thì chắc chắn về sau mình cũng sẽ thành công, nên sự kiên trì của các chị ở trong năm nay sẽ đem đến cho các chị nhiều điều mà tốt đẹp. Rồi hội nhập ở tiểu hạn thì có quốc ấn là Long Trì, Quan Phù, công việc làm ăn vẫn vững vàng, có thể nắm quyền chủ động, được nhiều người giúp sức, quý nhân giúp đỡ. Bên cạnh đó cũng có Phá Quân, Kình Dương và Lực Sĩ là những tác nhân gây khó khăn, ngăn trở. Mọi việc không nên hấp tấp, cần suy nghĩ chín chắn và dè dặt khi hành động. Dù sao với Long Trì và Thiên Mã hội hộ chiếu thì ở trong cái các sao cố định đó, thì các chị vẫn có danh và lộc đều tăng ở trong cái năm này. Ngon ha. Sao rõ ràng là có nhiều cái phúc tinh ở trong cái năm này có thể biến dữ thành lành ha. Đặc biệt với Hóa Quyền tướng quân ha, quốc ấn hội nhập, những người làm việc ở môi trường quan vận dễ gặp thăng tiến đề bạt ở trong năm này. Đồng cung cũng có nhiều phá và bại tinh khác hộ chiếu, nên cũng sẽ gặp một số trở ngại nhưng không đáng đáng quan tâm. Có thể nói là cái phá lực này á, không những từ bên ngoài mà thậm chí là còn cả ở trong gia đình, gia đạo. Tuy nhiên với bản lĩnh nhiều tự tin sẽ giúp các chị vượt qua cái trở ngại, thành quả tạo được cũng không đến nỗi nào. Vì vậy năm nay nên toan tính mọi việc trong tầm tay không, dễ thành công, đừng có quá tham vọng. Tuy biết rằng mình ở trong cái năm nó thuận lợi nhiều mặt, nhưng đừng quá tham vọng sẽ đem đến sóng to gió lớn. Có thể nói đây là một năm báo hiệu nhiều may lành đối với tuổi Ất Mão sinh năm 1975 của các chị. Cung mệnh á, thì có Bạch Hổ, Đại Sát và Tam Môn đáo nhập, lại thêm Thủy Diệu chiếu mạng, dễ gặp chuyện buồn khó lường. Người thân hay bản thân cũng dễ gặp tai nạn trầm trọng hay bị ốm đau gây nhiều tổn hao. Bản thân được cái giải thần độ mạng nên có thể vượt qua hung hiểm ở trong những cái lúc mà ngặt nghèo khó khăn. Sự may mắn càng nhiều dễ thoát khỏi nếu mà biết làm hành thiện, biết cúng bái, biết lễ nghĩa thì cái sự may mắn nhiều sẽ dễ thoát khỏi cái khó khăn nếu như mà rơi vào những cái tháng 4 nè, tháng 3 nè, tháng 8 nè, những cái tháng nó bị xung chiếu, đặc biệt là tháng 2, tháng 3 và tháng 5, tháng 6 nó có nhiều cái điều không đẹp. Từ tháng 5, tháng 6 của năm Kỷ Hợi là hai tháng cực vượng của thổ, mà các chị là mệnh thủy, thổ vượng thì thủy sẽ bị suy, và cẩn thận ha.
Cung tài bạch á, với thiên mã ngộ lộc toàn á, báo hiệu năm nay á, năm 2019 á, sẽ là năm làm ra được nhiều. Nhưng sẽ cũng chi tiêu không kém vì đại hao cũng nhập mệnh. Tiền bạc có lúc vào nhanh chóng nhưng thất thường, đôi khi phải tốn hao nhiều mặt, nhất là cái mặt về mặt sức khỏe và gia đình của mình, ở như đã trình bày ở trên. Như vậy là phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành mà luận giải, năm 2019 can kỷ thì nó thuộc âm, ngũ hành thì hợp thổ, trung vận là thiếu cung, cho nên thổ sẽ vượng. Đối với người mà mạng thủy gặp năm thổ vượng là chướng ngại. Sao chủ thủy diệu nè, rồi hạn mà toán tập là không được tốt đẹp, dễ gặp chuyện buồn phiền trong gia đạo, công việc toan tính nên suy xét kỹ càng, sẽ không có những rắc rối đến với mình. Khi mà làm cái gì cũng phải suy xét nhiều mặt, nhưng mà các chị thì quản giao suy xét nhiều mặt nó tương đối êm đẹp. Vận niên thì như nó nói kê giáp viên, vận thế thì khá tốt, công việc làm ăn dù có trở ngại cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ vượt qua, có thể nói là tài lộc cũng tăng. Tuy nhiên vận niên kê giáp viên á, báo hiệu một năm an lành, cuộc sống thoải mái, nhưng đừng tính cái chuyện đổi dời ha, đừng có mà đổi dời vợ chồng. Có thể nói đây là năm khá tốt về mặt công danh sự nghiệp của các chị. Rõ ràng là tốt đẹp ha. Về mặt như vậy là về mặt công với danh sự nghiệp của năm 2019, với những cái phúc tinh, nhiều phúc tinh nằm ở trong cung mệnh cũng như vận hạn và xung chiếu, thì có thể nói là cái năm 2019 đối với tuổi các chị tuy gặp cái thiên can tương khắc ha, ất khắc kỷ, nhưng cũng sẽ làm cái năm có được tiền tài, làm ra nhiều tiền, nhưng mà chi tiêu cũng nhiều. Thà làm ra nhiều mình xài nhiều không nói, làm không được là xài nhiều thì mới sợ ha. Cho nên là em, nếu là em thì em cảm thấy nó là tốt đẹp. Rồi về mặt tình cảm á, thì của năm 2019, tức là tình cảm về gia đạo đó, người ta còn nếu mà người bị bắt thì hay gọi là gia đạo, là năm 2019 công việc làm ăn thì có nhiều biến chuyển, lợi có hại có cho sự nghiệp, lại nhờ tứ trụ đang vào địa lợi, tiểu hạn gặp năm sinh địa, nên báo hiệu một năm tình cảm gia đạo hạnh phúc, vợ chồng đồng lòng mà cùng tiến tới. Con cái sẽ báo hiệu đem đến nhiều niềm vui hãnh diện cho bản thân của các chị. Ngon ha. Với hỷ thần tọa hạn á, thì vợ chồng cũng có những niềm vui, nhất là về phần con cái, có dịp xã giao thoải mái, đặc biệt là hồng loan và đào hoa lưu chiếu, các chị sẽ rất dễ gặp gọi là rắc rối ở trong cái chuyện tình duyên, tức là ngoại duyên, tức là không phải vợ chồng đó ha. Đặc biệt là có thanh có sắc ha, lại là người quản giao khéo miệng, nên đặc biệt là giao tiếp với người khác phái cần giữ một khoảng cách để khỏi bị tai tiếng. Có làm gì để nữa thì giấu một chút xíu ha, kín một chút chứ không là mệt á, còn có thể gây bất hòa trong cuộc sống của vợ chồng. Và các chị cẩn thận ha. Tử vi thì có kình dương đà la, nên cẩn thận lời nói và cung cách đối xử với người thân, nhất là trưởng bối của bên nhà chồng, kể cả chồng con, để khỏi cái gây sự bất hòa trong gia đạo. Chú ý thị phi của người nữ nhỏ tuổi hơn sẽ đem đến cho mình nha. Có những chuyện riêng tư của mình thì không nên nói cho cái người nữ nhỏ tuổi hơn, họ sẽ đem rắc rối lại cho các chị. Các chị nhớ cẩn thận ha. Cung tử tức á, thì có thiên việt thiên hỷ, như đã nói là tại sao mà em nói ở trên là có nhiều con cái sẽ đem đến nhiều cái vui đẹp cho các chị là như vậy, đem vì nó có thiên hỷ thiên việt ha. Hạn thì có điếu khách phục binh đó. Tại sao ha, là hạn là có điếu khách phục binh. Điếu khách tức là cái những cái người khách lạ, phục binh tức là sẽ đem đến
cũng giống như là mình coi trong trong phim mà kiếm hiệp là bị mai phục, là bị bẫy ha. Cho nên đừng quá ham vui để bạn lôi kéo vào cái đường ngoại duyên ha, sẽ mất tiền bạc và danh dự. Ngoài ra còn bị, có thể nói là đây là nếu mà ngoại duyên sinh ra ở trong cái năm này, nhất là những người nam nhỏ tuổi hơn, sẽ là cái mối gọi là lừa tình gạt tiền. Cho nên cẩn thận. Đối với các chị độc thân á, năm 2019 á, thì Hồng Loan và Đào Hoa thì cũng như nó cũng trong mệnh, cũng như các chị mà đã có gia đình thì nó lưu hạn, tình cảm rất là dễ phát sinh. À, có nhiều người đến với mình ha, nhiều cái mối duyên với mình. À, có được nhiều chàng để ý, nhất là những chàng nhỏ tuổi hơn. Nhưng không may là cùng với nó có cả quả tú và cô thần đi chung. Cho nên là hộ chiếu như vậy thì quan hệ tình cảm có đó cũng sẽ không đi đến đâu đâu. Đừng có xây dựng lòng tin quá mà thất vọng. Thôi kệ, có thì cứ đến. Tình yêu đến em không mong đợi gì ha, tình yêu đi em không hề nổi tiếc. Nó là như vậy đi. Rồi các chị giờ tuổi này rồi thì nên hát câu đó đi cho nó chắc ăn, đúng không? Hãy quan hệ có lựa chọn, đừng dính vào tình tay ba, sẽ mất cả danh dự và tiền tài. Đó là các cái chị mà độc thân. À, tình cảm thì nó cũng không ngon lành lắm ha. Tiếp tục, đó là về mặt sức khỏe. Theo như mà âm lịch đó, năm Kỷ Hợi 2019 đó, bổn mạng là bị sinh xuất ha, thủy sinh mộc, lại là năm thổ vượng, không mấy tốt đẹp cho người mang mệnh thủy, nên cẩn thận về sức khỏe. Vốn dĩ bổn mạng của các chị là người yểu mệnh, em nói thẳng luôn, cho nên là thiếu cái sức khỏe người so với các người khác. Ví dụ như người Ất Mão mà so với Bính Thìn thì chắc chắn người Ất Mão sẽ không bao giờ khỏe mạnh sức vóc như người Bính Thìn, dù là nữ mạng cũng như nhau. Rất là dễ gặp bệnh nạn, đặc biệt là tháng 5 và tháng 6 âm lịch là của năm 2019 là hai tháng cực thổ của năm, nên tránh đi xa phòng tai nạn phạm thân. Có thể nói lái xe thì cẩn thận, bổn mạng năm nay sẽ gặp nguy chứ không như là người ta suy ha. Suy là chỉ vỏ quẹt ha, nguy là nguy hiểm tới bổn mạng của mình, cho nên là cần cẩn trọng. Mất cái gì cũng được, tốt nhất đừng để mất mạng. Có làm ra tiền mà mất mạng thì cũng sao được đâu. Cho nên là nhớ cẩn thận những tháng em nói ha các chị. Rồi, đó là sơ khởi, có thể nói là những cái thông tin mà em có thể tổng hợp được từ tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với người nữ Ất Mão. Nó có nhiều mặt tốt đẹp, là bên cạnh những cái mũi tên nó chỉ vô mình cũng có cái khiên mình che ngon lành. Đó là một cái điều mà không thể nào mà chối cãi được. Rồi thì em cũng đã làm luôn cái vận hạn sau tháng đầu năm đối với tuổi của các chị, để các chị biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Để có thể nói rằng là chẳng lẽ tháng nào cũng phải ngồi nhà sợ quá sao, đúng không? Tháng có tháng tốt, tháng xấu chứ. Thì em sẽ làm luôn. Tháng giêng của năm Kỷ Hợi 2019 là một tháng Bính Dần, mình xét luôn. Bính Dần thì gốc hỏa, như vậy mệnh thủy khắc hỏa, bổn mạng tương khắc tháng, người ta nói phòng và nạn, dù gì đó mình khắc nó khắc mình gì nữa thì là có tương khắc là phải cẩn thận, nếu không muốn bị chạy xước ha. Tháng này là tháng giêng, là tháng ăn chơi ra đường, các ông là nhậu say uống xỉn dữ dội lắm, ngồi sau nhớ cẩn thận. Nếu mà mấy ông say xỉn bổn mạng tôi là tháng này tương khắc thôi, tôi đi taxi về chắc ăn ha, ông chồng của mình ha, hay là gì đó. Nhiều khi á là ổng chở mình, ổng bổ mạng ổng tốt, đụng cái mình dèm gãy chân, ổng bị, thậm chí ổng bị chày tay sơ. Cho nên cẩn thận ha. Rồi thiên can Ất với Bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Và trạng thiên can không xung không hợp này á thì sẽ đem đến không có gì chống phá ở trong công việc. Đặc biệt Ất thì hành mộc, Bính thì hành hỏa, có thể thuộc vòng tương sinh, mộc sinh hỏa, cho nên là có thể nói là công việc không là vấn đề, thậm chí còn sinh tài lộc cho các chị. Em địa chi Dần Mão thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau, cũng không có tương hợp, cho nên là gia đạo mà tháng này cũng ok.
Tại vì tháng giêng mà tháng ăn chơi gia đạo của mình tốt đẹp là một cái điều number one. Ok ha. Không có gầy là bảy giá gì hết là thấy đêm rồi. Tháng 2 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là một tháng Mão. Tháng này là tháng Đinh Mão. Tháng Đinh Mão thì tiếp tục là một tháng gốc hỏa. Gốc hỏa thì mệnh cũng giống như tháng tháng gì, cho nên là cần cẩn thận trọng thủy nó khắc hỏa, người ta gọi là bổn mạng tương khắc tháng, phòng bệnh nặng bất ngờ nhưng không quá nặng nề, có thì cũng chạy chân chạy tay rồi thôi chứ còn không đến nỗi là nguy cái bản mạng mình ha. Thiên can ất với đinh thì cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Như đã nói, ất thì mộc bính đinh hỏa, cho nên là nạp âm ngũ hành của thiên can là tương hợp. Tiếp tục là một tháng tốt đẹp cho công việc, có thể sinh tiền tài nhưng chưa quá to lớn. Rồi, nhưng tháng 2 là tháng Mão mà mình tuổi Mão, đây là tháng tuổi, gặp bổn mạng bị tương khắc, người ta gọi là năm sinh tháng tuổi sẽ dễ có rầy rà với gia đạo, sẽ có chút rắc rối, sẽ có chút tranh cãi gì đó ở trong cái tháng 2 này. Nếu có thì về mặt tình cảm, về các mối quan hệ trong công việc nó cũng sẽ có những cái điều không tốt đẹp lắm, cho nên các chị cần cẩn thận ha. Với cái địa chi như này cộng với cái mệnh mà bị mình khắc tháng thì nó sẽ dễ, rất là dễ xảy ra, cho nên các chị để ý ha. Rồi, tiếp tục là tháng 3 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là một tháng thìn, tháng mậu thìn, mà tháng mậu thìn thì gốc mộc, mệnh thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nặng. Tiếp tục là phần sức khỏe, như đã nói ha. Sức khỏe năm nay mình bị sinh xuất, cho nên là gặp cái tháng và tiếp tục sinh xuất nữa. Bản thân mệnh đã bị sinh xuất là mình đã yếu đi rồi, bổn mạng mình yếu đi, gặp tháng tiếp tục sinh xuất là bổn mạng nó yếu hơn nữa, cho nên tiếp tục là một tháng nên đề phòng những cái chuyện bệnh vặt và tai nạn nhẹ nhàng. Mệnh như vậy, thiên can thì là ất mậu, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, tiếp tục giống như tháng 1, tháng 2, công việc không là vấn đề gì cả ha. Nó không có bị tương khắc, không có gì mà ảnh hưởng nhiều đến mình, cho nên là coi như ổn. Tuy nhiên là phần địa chi thìn với mão thì là thuộc nhóm tương hại, mà tương hại ở trong cái tử vi thì được hiểu là sự cản trở nhau, sự gây hại cho nhau. Như vậy địa chi là không tốt đẹp, dễ có tranh cãi rắc rối ở trong cái tháng này. Đặc biệt là cái toán tập, cái hạn toán tập nó rất là mạnh khi ở trong cái tháng thìn này, cho nên là các chị thì em cần cẩn thận tai nạn, nhất là những người thân gây ra cho mình và những cái mối quan hệ xã hội nó sẽ gây rắc rối ha. Vì bổn mạng người bên sinh xuất các cái tinh quân tốt như là hóa khoan giải thần ha, sẽ mất nhiều cái sức, tại vì cái bổn mạng người sinh xuất thì giống như cái ngọn đèn dầu nó sẽ bị cháy nhỏ lại, mà cháy nhỏ lại thì cái tức ảnh hưởng của nó không còn mạnh đối với cái nam đậu tinh quân thất sát, sẽ đem đến cho chị nhiều rắc rối, cần cẩn trọng trong tháng này ha. Đó là cái tháng 3. Tiếp tục là tháng 4. Tháng 4 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Kỷ Tỵ, một tháng gốc mộc tiếp. Mệnh tiếp tục bị sinh xuất giống như tháng 3, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe yếu, cần cẩn trọng bệnh ha. Nhìn nhớ ha, thiên can là chữ ất, nó khắc chữ kỷ, giống như là chữ ất của năm khắc chữ kỷ, thiên can của chữ ất này khắc chữ kỷ của tháng luôn. Năm kỷ gặp tháng kỷ, chữ ất của mình bị khắc cả năm lẫn tháng. Thiên can thương khắc tháng gặp rất nhiều khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận vướng thị phi và kiện tụng pháp luật ở trong cái tháng tư này. Nếu là các chị thì em sẽ không bao giờ để những cái chuyện gì quan trọng xảy ra trong tháng này. Tháng này nhịn thôi chưa đủ, tháng này chấp nhận chịu nhục luôn, tại vì chữ ất của mình bị cả tháng và năm tương khắc, nên nhớ là thiên can tương khắc là ảnh hưởng rất rối xấu về công việc, mọi điều rất là dễ bị xảy ra
hao tổn ha. Về phần địa chi thì tỵ mão thì là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Gia đạo đã ok hơn, sau 2 tháng có cái nhiều cái rắc rối ở trên thì gia đạo có thể nó ở tháng 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 tư này sẽ tốt đẹp. Tuy nhiên là các chị phải đặc biệt chú ý về cái mặt tiền tài và công danh ở sự nghiệp ở trong tháng này để khỏi có hối hận. Tiếp tục là tháng 5. Tháng 5 của năm Kỷ Hợi 2019 là một tháng canh ngọ, một tháng gốc thổ. Mệnh thổ khắc thủy, bản mệnh bị tháng tư khắc, sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nạn và nguy hiểm nhất là tai nạn phạm thân. Hãy cẩn thận tháng này như đã nói ở cái phần ở trên rồi. Thổ rất vượng, can kỷ thuộc âm ha, năm là năm thổ vượng, tháng 5, tháng 6 là hai tháng cực thổ, cho nên không tốt đẹp cho người mệnh thủy, nhất là bộ mạng của mình. Thiên can ất hợp canh, đây là ngũ hợp ha. Thiên can ngũ hợp ất hợp canh thì công việc, mọi thứ về công việc dễ sinh tài lộc. Tháng này nguy hiểm về bổ mạng nhưng mà tài lộc dễ sinh, phát tiến công việc rất ok. Là các chị thì em nói thật là công việc em nên để trong tháng này, nhưng mà đừng có tỷ lại cái bộ mạng của mình, sẽ nguy hiểm ha, đặc biệt là tai nạn ha. Em đã nói năm nay các chị là mệnh bị nguy chứ không phải mệnh bị, chỉ bị suy thôi, suy là suy yếu ha, nguy là nguy hiểm luôn á, cho nên là cẩn thận cái tháng này ha. Tháng 5 địa chi ngọ mão, tí ngọ mão dậu ngọ mão người ta thì đáng lẽ đứng gần nhau là lục xung, nhưng mà ngọ mão thì nó chỉ nằm trong tứ hành xung thôi. Ngọ mão nó lục xung cũng được, nó nằm sát nhau ở trong tứ hành xung thì nó sẽ không tốt đẹp cho gia đạo, dễ sinh rầy rà rắc rối. Như vậy có thể nói là tháng 5 chỉ tốt cho công việc thôi, còn phần gia đạo và sức khỏe là sẽ không tốt đẹp. Có thể là gia đạo sức khỏe sẽ ảnh hưởng cái phần tốt của công việc này, hoặc là mình chỉ hy vọng rằng cái sự tốt đẹp của ngũ hợp ất hợp canh sẽ kéo cái phần gia đạo của mình lên một cách tốt hơn. Các chị cẩn thận nha. Rồi tháng cuối cùng của 6 tháng đầu năm đó là tháng 6 âm lịch, tháng Tân Mùi, tiếp tục là một tháng gốc thổ. Như đã nói tháng 5, tháng 6 là hai tháng vượng thổ thì cẩn thận về bổn mạng. Bản mệnh bị tháng tương khắc, sức khỏe rất là yếu ha, các cái phúc tinh tài tinh sẽ bị ảnh hưởng ha, cho nên là đặc biệt cẩn thận. Thiên can tân khắc ất, thiên can bị tháng tháng tương khắc, gặp nhiều khó khăn chống phá công việc cẩn thận, thậm chí tháng này rất dễ vướng đau lý, vướng rắc rối về pháp luật vì mệnh thì bị khắc ha. Tháng này là tháng có thể là xấu của năm. Thiên can thì bị tương khắc, công việc nó sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng may mắn cho các chị, dù gì đi nữa tháng này là tháng Mùi, Hợi Mão Mùi tam hợp, hy vọng rằng với tam hợp tháng và tam hợp năm sẽ phần nào hóa giải được cái khó khăn ở trong cái tháng 6 này đem lại cho các chị. Người ta nói Hợi Mão Mùi tam hợp hóa tam tai, hy vọng rằng với tam hợp của năm cộng tam hợp của tháng, với cái đại vận 10 năm cộng với năm sinh địa sẽ phần nào khống chế hóa giải được cái tháng 6 và tháng 5 đầy những khó khăn này. Như vậy là em đã trình bày xong cái vận hạn 6 tháng đầu năm 2019 năm Kỷ Hợi đối với cái tuổi của các chị. Với cái năm này tổng năm thì nó sẽ còn 6 tháng đầu, 6 tháng cuối năm nó có nhiều cái thuận lợi thì mình không nói, nhưng mà 6 tháng đầu năm thì đặc biệt các chị cần cẩn thận bổn mạng và sức khỏe của mình, nhất là vào hai cái tháng giữa năm, tháng 5, tháng 6. Vì là các chị cũng đã thấy từ đầu tháng giêng cho tới tháng 6 thì không bị mạng khắc tháng thì cũng bị mạng sinh xuất và tháng khắc bổn mạng, cho nên là sức khỏe cực kỳ yếu. Các chị vượt qua được cái tháng 6 thì mọi sự bổn mạng của mình nó sẽ ổn thỏa, nó không còn gì khó khăn nữa. Hy vọng rằng với những cái thông tin em tổng hợp được, em nghiên cứu được sẽ giúp được các chị trong cuộc sống. Rất vui vì các chị đã chú ý đón xem video đến thời điểm này.
video này nó khá dài, chứ do là em làm kỹ hơn và muốn cái thông tin nó chính xác 100%. Nếu các chị xem thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho mọi người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 được biết, nhưng mà nữ thôi nha, chứ phải nam nha. Rất vui và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.